mười chữ. Hả? Thiếu 8 điểm nữa là tôi được 10 rồi. Nhưng mà không thể lường trước được đâu. Vớ vẩn, có khi lại là ăn đi đậu ý. Trông tầm ngầm tầm ngầm thế, biết đâu lại được chọn. Ờ nhỏ biết đâu. Sau một hồi tìm tòi gắt gao, cô quyết định sẽ cử bạn Lizzie đại diện cho trường mình để tham gia cuộc thi này. Chỉ có Lizzie mới đủ kiến thức và sự bình tĩnh để đối đầu cùng những đối thủ kia thôi. Chúc em may mắn nhé. Ui, Lizzie ơi. Thưa cô, em quyết tâm sẽ mang về chiến thắng cho trường mình. Lizzie cố lên nhá. Cố lên. Tôi đã không tăng giá cây rồi. Nhưng mà
xin công bố đội người cao tuổi trả lời đúng 3 câu, còn Lizzie đến từ lớp học siêu quậy trả lời đúng 6 câu. Vậy ở vòng chơi này Lizzie từ lớp học siêu quậy đã giành chiến thắng. Bye.
tông tông sủa đấy các bạn này. Tiếng Anh với Leobook nhé. Đặt mua ngay tại leoleo.edu.vn. Đừng quên đăng ký kênh Leo Leo để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.